Nguy à, ui Hải Linh, ui Hải Linh, ui ui Hải Linh, ui trời ơi, cũng ra một chiếc người. Xong rồi, cái này à, hết chưa? Hết rồi, đưa đây đây bảo báo. Ném luôn Sumi Phan. Bánh bao ném cho Sumi và Phan. Tim ơi, tim cầm này bỏ lên hai lên. Hải An vừa gọi bánh bao là ló, kinh chưa? Ừ, gọi em là ló, Hải Linh cũng bảo là ló chứ. Hải Linh là cái anh ổ bánh bao phát kia. Ui ôi, ui ôi. Đừng để cho em thò tay vào. An là người gây ra tội cho còn kêu. Nhìn. Bỏ ra, Hải Linh tránh ra nào. Nó mệt rồi, nó nằm ấy luôn. Tự nhiên ra thì có gối nằm luôn mà đấy. Hải Linh ơi, Hải Linh nhìn thấy bánh bao, nhìn chi bánh bao kìa. Ông, nó ra đánh nhỉ? An rồi, An. An nhìn thấy bánh bao chưa? An biết bánh bao là con trai hay con gái chưa? Hả? Sao thế? Tên, nhìn nghe tên là sao biết được con trai hay con gái? An ơi, nghe tên là sao biết được con trai hay con gái? Con đã nhìn thấy. Tự nhiên ra đấy ông thấy ghế, à thấy cái thấy cái gối cái nằm luôn. Ôi giời gì, không theo gì, ôi giời gì. Ở gì là ai mà bế cháu. Xong cắt cái tem đi hả Nam. À vừa thì mới thay gì. À, cái áo kia là vừa rồi đúng không? Bị cười áo, bị cười áo. Ôi, trắng chưa kìa. Trắng nhé. Trắng nhé. Chụp đầu. Ngã luôn. Khó thân, em thì đi chơi mà. Mà gì với cả cái chị thì cứ vật xem ra. Rồi. Vừa không, vừa không, vừa không. Vừa rồi, nhưng mà kiểu nán tác như là nó hơi hơi bó. Ô kéo nó ra bằng cái quạt kìa. Ôi nó biết. Ôi bó. Lạnh quá, tắt quạt đi đấy. Đứng. Đấy là tắt đi đấy. Nhưng mà nó chưa nói câu nào từ nãy ra đâu. Chưa nói câu nào luôn. Chiu. Ui ui. Chị xa xì à, béo má em kìa. Cào em kìa. Sao tắt quạt điên gì, bật quạt lên cho mát. Ai đây, ai đây? Đố biết nói ai đây, ai đây, ai đây, ai đây? Ai đây, ai đây? Bối á, bối tên thật là gì? Là Tiểu Minh á. Lại bắt đầu thay quần áo, lại thay quần áo. Đứng lại thay quần áo, lại thay quần áo, lại thay quần áo. Ôi dồi ôi, dì Lan vừa cho nắm áo thế nhỉ. Ok. Em biết mà là cái mặt mệt mỏi. Ơi à, mệt mỏi vì thay thử quần áo nhỉ. Vì thay quần áo mãi. Đấy, mở bộ đấy có thì thích hơn đấy. Hồng rộng vẫn thích, nó dễ chịu. Ta xem cái áo nào. Hồng, được. Bộ này dễ mặc. Bông nhảy em, bông nhảy tiếp. Các bạn nhìn bông nhảy này, bắt đầu nhảy. Ủa? Vừa nhảy ăn lắm mà, nhảy đi. Gò gọi. Gò gọi e dích là edit á. Sao Hải An bảo là gọi bằng bánh bao cho nhanh à? Bây giờ Hải An bảo edit này đứng dậy nào. Đứng dậy. Đúng, Hải An bảo đứng dậy ngay. Nhưng mà sao con trai thì lại bánh bao nhỉ? Đâu bánh bao là đặc trưng. Dễ đưa nhà mình xuống đi. Ô nó mẹ nó nằm ra đây ngủ kìa.
Thế thằng này nó hết đi tiêu chảy rồi sao nhỉ? Bê xuống. Chuyển à? Chuyển nước đúng không? Nó phải chuyển nước à? Dạ. Cả đôi luôn. Ôi, An ơi, xách nách em đi. Ê, đứng rồi, đi ra đây. Yeah, đấy mà muốn đi. Ôi ơi. Lạnh quá. Không lạnh gì hết đấy. Tránh ra. Cái gì á, nãy gì á, là gì cả. Vòng. Mi ơi, Mi tránh ra. Mi chết báo banh rồi. Ôi. Ôi.